Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Đã là vợ chồng thì cũng có những lúc cơm không lành, canh không ngọt. Ăn đời ở kiếp với nhau thì cũng có những lúc xảy ra mâu thuẫn. Thế nhưng, người chồng trong câu chuyện này lại nhẫn tâm sát hại vợ của mình chỉ vì ghen tuông, sau đó giấu xác của vợ xuống một cái giếng hoang. Chi tiết vụ việc như thế nào, xin mời các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Liên quan đến vụ việc chồng sát hại, ném xác vợ xuống giếng, danh tính nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Huy, trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Nạn nhân được xác định là chị Phan Thị Hiền, 30 tuổi, quê tại Phong Thổ, Lai Châu. Theo như tìm hiểu, một lãnh đạo xã Hưng Thịnh cho biết, tại địa phương, Huy là người hoàn toàn bình thường, chưa từng có tiền án tiền sự, nên khi sự việc này xảy ra, ai nấy đều xôn xao bất bình. Trước đó vào ngày 19 tháng 4 năm 2019, một phụ nữ ở tỉnh Lai Châu đã lặn lội về nhà con rể ở xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, Yên Bái để tìm con gái sau một thời gian không liên lạc được. Nhưng mà bà nhận được câu trả lời từ con rể rằng vợ đã bỏ đi đâu không rõ. Linh tính có chuyện chẳng lành, người dân và chính quyền địa phương hỗ trợ tìm kiếm. Cuối cùng người mẹ nghi ngờ dưới chiếc giếng bỏ hoang bị vùi lấp ở thôn Yên Bái, xã Hưng Thịnh nên tiến hành đào bới thì phát hiện ra một thi thể đang phân hủy mạnh, không thể nhận diện. Đến 20 giờ 30 phút ngày 19 tháng 4, cơ quan chức năng đã đưa thi thể dưới giếng lên để khám nghiệm. Bước đầu cơ quan xác định rằng nạn nhân tên là Phạm Thị Hiền, 30 tuổi, quê ở tỉnh Lai Châu, lấy chồng ở thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh. Nói về vụ án, khi cơ quan chức năng tiến hành đào giếng hoang để tìm kiếm thi thể vợ mình, Huy không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào như là lo sợ hoảng loạn, mà ngược lại, anh ta rất là bình thản như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên sau đó bằng các biện pháp điều tra đấu tranh, công an đã khiến Huy khai nhận. Sau khi nhận, Huy còn cười nói rằng, khai nhận xong em thấy nhẹ cả người rồi. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Huy khai do nghi ngờ vợ ngoại tình trong thời gian đi làm thuê tại Trung Quốc nên ngày 26 tháng 2, sau khi đi đón chị Hiền từ Lai Châu về nhà, giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Huy đã dùng một đoạn dây luồn trong vành mũ của chiếc áo đang mặc, siết cổ chị Hiền đến khi chị chết. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Huy lấy chăn mỏng quấn quanh thi thể chị Hiền rồi ném thi thể xuống giếng hoang sau nhà của chị gái của Huy. Đến khoảng 8 giờ ngày 27 tháng 2, Huy nhặt đất đá, cỏ rác vứt xuống giếng và dùng cuốc đào đất lấp mặt giếng nhằm che đậy hành vi tội phạm của mình. Theo như tìm hiểu danh tính, thì nạn nhân Phạm Thị Hiền lấy Nguyễn Văn Huy. Sau đó hai vợ chồng sống ở thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3, gia đình chị Hiền không thể liên lạc được với chị này và cũng không có thông tin gì về con cái nên đã báo với nhà chức trách. Công an đã vào cuộc điều tra và đến hôm ngày 19 tháng 4, công an phát hiện dấu vết nghi vấn thi thể chị Hiền bị bỏ lại dưới giếng hoang đã được vùi lấp ở xã Hưng Thịnh. Tiến hành đào bới khu vực giếng bị lấp, giới chức địa phương phát hiện thi thể của chị Hiền được quấn trong chăn đang trong giai đoạn phân hủy. Một nhân chứng nói rằng, cách đây khoảng 2 tháng, vợ chồng chị Hiền xảy ra mâu thuẫn nên chị này đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ, sau đó đã quay về nhà và được tin là đã mất tích. Về thông tin trước khi kết hôn với chị Hiền, Huy từng ly hôn với 4 người vợ. Một vị lãnh đạo xã cho biết đó là thông tin hoàn toàn không chính xác. Nếu đối tượng có bộ bịch thì họ không rõ, nhưng mà Huy chỉ có một vợ là chị Hiền đã bị Huy giết hại, là đăng ký kết hôn hợp pháp, ngoài ra không còn vợ nào. Đây là vụ án gây xôn xao dư luận khi xuất hiện nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Cho rằng trong suốt thời gian gia đình không liên lạc được với chị Hiền, thì mẹ ruột của chị Hiền đã nhiều lần mơ thấy con gái báo mộng, khóc ở một giếng hoang. Suốt 2 tháng không nhận được tin tức con gái, hỏi con rể trả lời cũng không biết vợ đi đâu, mẹ chị Hiền đã bắt xe từ Lai Châu về Yên Bái tìm con. Quá trình tìm kiếm đã có người chỉ cho một cái giếng hoang ở xã Hưng Thịnh nhưng mà bị lấp. Mẹ chị Hiền đã tìm đến và khẳng định con mình dưới đó. Sau đó nhờ chính quyền địa phương cho máy xúc đào lên thì phát hiện ra xác của chị Hiền ở dưới giếng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định không có chuyện oan hồn của chị Hiền về báo mộng cho người thân về nơi chị Hiền bị sát hại rồi vứt xác phi tang. Cuối cùng, vụ án cũng được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Với những hành vi trên, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái truy tố bị cáo Nguyễn Quang Huy về tội giết người gây ra hậu quả nghiêm trọng, có hành vi che giấu tội phạm và đề nghị hội đồng xét xử tuyên bị cáo Huy phạm tội giết người và xử phạt bị cáo Huy 19 đến 20 năm tù giam. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Quang Huy thừa nhận hành vi phạm tội là đúng tội đúng người, không có tranh luận gì, chỉ để hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Về phía gia đình nạn nhân thì mong muốn tòa tuyên phạt bị cáo Huy ở mức tử hình. Còn về phần bồi thường thiệt hại, bố mẹ đẻ chị Hiền đã nhận đủ số tiền bồi thường là 75 triệu từ gia đình bị cáo Huy và không có yêu cầu gì thêm. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định lời khai của bị cáo Huy tại phiên tòa và tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái là trùng khớp. Hành vi của bị cáo Huy là tội giết người và che giấu tội phạm. Không những thế, hành vi này còn gây đau thương mất mát cho gia đình người bị hại và có tính chất côn đồ nên cần phải xử lý bị cáo nghiêm minh trước pháp luật. Bị cáo Huy bị áp dụng tình tiết tăng nặng là sau khi giết hại chị Hiền, bị cáo Huy đã vứt nạn nhân xuống giếng và đốt tư trang nhằm che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn trong quá trình điều tra. Bị cáo Huy cũng được hưởng tình tiết giảm nhẹ là đã ăn năn, hối cải, thành khẩn khai báo và đã bồi thường cho gia đình bị hại. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Huy 20 năm tù giam về tội giết người, thời hạn tính từ ngày 20 tháng 4 năm 2019. Tòa trao trả cho bị cáo Huy chiếc điện thoại di động Oppo, trả lại cho mẹ của chị Hiền một chiếc đồng hồ, một chiếc túi vải và một chiếc thẻ tiết kiệm của chị Hiền. Một câu chuyện thương tâm khác là theo thông tin từ công an phía Bình Dương cung cấp, thì người đàn ông bị chặt đầu người trong thùng rác là Trần Thanh Tú, 37 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng và nghi phạm của vụ việc là người vợ Hoàng Thị Hồng Diễm, 32 tuổi, quê Hậu Giang. Cả hai ở tại khu trọ gần nhà, nơi phát hiện phần đầu của anh Tú. Tại cơ quan công an, bước đầu Diễm khai nhận sau khi giết chồng bằng dao, Diễm phân xác làm nhiều bịch rồi dùng xe máy chở đi vứt xác ở các bãi rác. Xong xuôi, Diễm mang xe máy có dính máu về tiệm sửa xe ở đầu đường Thuận Giao 5 thay vỏ xe, rồi vứt luôn con dao hung khí ngay bãi rác đầu phòng trọ. Còn nguyên nhân sát hại chồng là do mâu thuẫn vợ chồng. Mới đầu nghe vụ này thì cứ tưởng là hai vợ chồng mâu thuẫn với nhau, có thâm thù hết hận gì lắm, nhưng mà nào ngờ nguyên nhân nó lại vô duyên như thế. Nhưng điều đáng nói ở đây là có lẽ chị đã phải chịu nhiều áp lực đau khổ lắm thì mới tức nước vỡ bờ dẫn đến những hành động dã man mất hết nhân tính như thế này. Có thể cuộc sống hôn nhân bế tắc, bất hành đá hoa, chị thành ác nhân. Giết chồng một cách man dợ, không chỉ chặt xác mà còn phanh thây. Số phận của người phụ nữ hơn nhau bởi tấm chồng, nhưng có lẽ chị này phải chịu đựng một mình mà không nói ra được, cho nên có mối thù hận tới mức này. Ông bà ta nói đúng lắm, tu chín kiếp, tích đức bao nhiêu năm mới có duyên ăn đời ở kiếp với nhau. Vậy nên đã là vợ chồng nên nhường nhịn nhau mà sống. Đừng như những cặp vợ chồng tàn sát nhau vì những lý do sau đây thì thật đáng sợ. Dẫu biết phụ nữ luôn phải chịu thiệt thòi trong các cuộc hôn nhân, thế nhưng nếu đời sống vợ chồng có mâu thuẫn đến nỗi tức nước vỡ bờ thì có thể giải quyết bằng cách ly hôn. Chứ đừng hành xử như những câu chuyện mà chúng tôi vừa kể qua thì thật là tàn nhẫn. Đôi khi chỉ vì một phút bốc đồng xuất phát từ những chuyện nhỏ nhoi mà nhiều người vợ, nhiều người chồng đã gây ra thảm án đau lòng, khiến chồng chết, vợ mất, gia đình tan vỡ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và theo dõi những tin tức mới nhất đến từ Bin News các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.